Xin chào các bạn nhé. Hôm nay là đầu tháng 6 năm 2021. Đang cái thời điểm là ở nhà để chống dịch. Nên mình có cái cây hoa giấy ở trên chung cư. Nó đang ra rất là nhiều hoa đẹp. Nên mình quay chia sẻ với các bạn để giải trí những ngày ở nhà nhé, cái cách làm sao chăm sóc để cho hoa giấy nó nhiều hoa đấy, thấy chưa? Hoa giấy mình, cái hoa giấy này là tím Huế nhá, tím Huế leo ban công các bạn, leo ban công ở trên chung cư tầng cao đấy, quá đẹp luôn, thấy chưa? Bồng mỹ mãn luôn. Hiện nay thì ở trên YouTube cũng có rất nhiều các cái video về mọi người chuyên làm về hoa giấy, là phát các cái video hướng dẫn về cách chăm sóc để hoa giấy ra hoa, rồi làm thế nào ra hoa, rồi tại sao hoa giấy không ra hoa. Nhưng mà họ là nhà vườn cho nên là kiến thức của họ cũng rất là nhiều, họ làm rất là nhiều nên họ đúc kết được kinh nghiệm. Còn mình đây là chỉ là người chơi hoa nhé, mình chơi hoa giấy. Và mình cũng học hỏi và biết cách để làm để sao để cho cây hoa giấy nó có hoa và mình chơi đẹp nhất. Đấy, để cho các bạn xem nhé, đây là cái cây hoa giấy của mình. Cây hoa giấy của mình, cái chậu này nó rất là nhỏ thôi nhưng mà cây rất là to đấy, cái cây leo trên ban công ở chung cư cao ở trên đấy. Nhưng mà mình ở dưới cái cây này mình có nuôi một cái cây tử bé ở dưới, dạng mini bonsai. Cái cây tử này nó cũng mình để nó gọi là ngũ phúc nhá. Đây có 5 tay, 1 tay, 2 tay, 3 tay, 4 tay và cái quả phúc ở trên ngọn là 5 tay. Đấy, đây này, nó bé tí này. Cái chậu này của mình nó chỉ đường kính khoảng 25 thôi nhá. Cao khoảng 60 các bạn. Chậu cao khoảng 60. Mình dùng cái chậu bé này mà cây rơi hoa giấy của mình rất là to, bởi vì là ở trên ban công chung cư mình không muốn cho chậu to để nó tốn diện tích, mình cho những bé thôi. Mình cho nó gọn vào. Tầm view của mình vẫn được. Đó. Hôm nay mình ở nhà và mình thấy cái cây hoa giấy của mình rất nhiều hoa, rất nhiều hoa rất là đặc biệt. Đấy, màu tím này. Hoa này là màu tím nha các bạn nhé. Nhưng mà các bạn thấy mùa hè nó màu nó không được tím đậm mà nó lại hơi phớt phớt hồng, hơi hơi hồng, nhìn nó nhờ nhờ. Nhìn chung là mùa hè chỉ có sắc pháo thì nó sẽ đẹp. Nhiều các bạn chơi hoa thì thường hay hỏi là tại sao hoa giấy cần nhiều nắng, rồi cây hoa giấy thiếu nắng thì có ra hoa không, hay là vì sao cây hoa giấy không ra hoa, rồi thì hoa giấy thiếu ánh sáng khác những cái hoa giấy, cây hoa giấy mà trồng ở những vị trí đủ nắng đủ sáng như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để chia sẻ giải trí cho các bạn biết cái sự khác nhau giữa cây hoa giấy nó đủ ánh sáng và nó thiếu ánh sáng nó như thế nào. Mình sẽ chia sẻ luôn ở trên cái cây hoa giấy của mình, trên một cây nhé, như là có hai mặt. Đấy, đây chính là cái cây mini bonsai này, cây tử bonsai này. Đấy, các bạn thấy đấy, đây các bạn nhìn từ xa nhé. Đấy, thì các bạn phải hiểu đây nhá, nửa cây về phía bên này là rất nhiều hấp thụ rất nhiều ánh sáng, đây là hướng này là hướng đông nên nắng nó sẽ chiếu vào trực tiếp cây. Thế còn nửa về bên này là hướng tây, nhưng mà lại là hướng nhà của mình, hướng nhà chung cư cho nên là nó kín, không lúc nào có nắng cả mà thiếu sáng rất là nhiều, thiếu ánh sáng rất là nhiều. Thì cái cây này của mình thì thường nếu mà cái cây nó bé chậu mà có thể xoay được ấy
thì chúng ta thường xuyên xoay xoay để đảo vị trí thì cái cây hoa nó sẽ đều, nó phát triển đều và hoa khi ra hoa nó cũng đều. Nhưng bởi vì cái cây này của mình nó liên quan đến cả một cái bộ dàn ở trên, dàn hoa giấy ở trên, cho nên là mình không thể xoay chuyển được, không thể quay được, nên mình bắt buộc để cố định. Và chính vì thế nó có cái sự khác biệt giữa một nửa bên này, một nửa thiếu sáng và một nửa đủ sáng. Đấy, để các bạn thấy nhé. Trước khi mình so sánh cái cây hoa giấy tại sao thiếu sáng và tại sao đủ sáng nó như thế nào, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái tại sao mà cây hoa giấy cần nhiều ánh nắng mặt trời và ánh sáng. Bởi vì ánh sáng là nguồn cung cấp năng lượng cho cây hoa giấy tiến hành để quang hợp. Quang hợp là gì? Quang hợp là quá trình để thu nhận cái năng lượng ánh sáng mặt trời của cây hoa giấy để nó tạo ra những hợp chất hữu cơ phục vụ cho cây nó phát triển và lớn mạnh, ra nhiều hoa, ra hoa đúng chu kỳ. Đấy. Tức là cây đủ sáng thì cây nó sẽ rất là khỏe, lá nó đẹp, màu xanh đậm đà đẹp và hoa nó cũng đẹp, tươi tắn. Thế còn cây hoa giấy thì nó cần ánh sáng khi nào? Nhiều bạn hỏi. Thì đa phần các loại hoa giấy nó cần nhận ánh nắng trực tiếp tối thiểu trong một ngày thì khoảng từ 4 đến 8 giờ đồng hồ. Nếu mà được khoảng 8 giờ, tức là từ sáng đến tối, thì cây hoa giấy nở rất là tươi đẹp, cây hoa giấy phát triển rất là khỏe. Còn nếu là được ít thì ít nhất phải được khoảng 4 giờ. Như hiện tại cái cây hoa giấy này của mình ở trên ban công chung cư thì nó đang rơi vào mỗi ngày nó được hấp thụ ánh sáng, ánh nắng khoảng 4 tiếng đồng hồ nếu mà trời có nắng. Đấy. Bởi vì là một nửa ngày mà, nửa ngày mặt trời lên hướng đông, thế còn một nửa ngày thì nó vào về hướng tây thì nhà nó che mất rồi. Nếu mà thiếu ánh sáng thì cây hoa giấy sẽ không thể tươi tốt và ra hoa được. Và dễ mà mắc các cái bệnh tàn này, úa này. Biểu hiện của cây hoa giấy mà thiếu nắng thì thường thân nó lèo khèo. Thân nó thì lèo khèo và cái cành thì nó cứ dài ra. Đây, các bạn xem này. Cái này là cái cành hoa nhá. Nhưng mà đây mình cho xem các bạn này. Cây giấy trên này của mình nhá. Đây cái mặt trong này. Cái mặt trong các bạn biết này. Đấy, cái mặt trong này là cái cành nó thiếu ánh sáng này. Nó lèo khà lèo khèo và nó dài ra. Nó dài ra nhá. Dài ra lèo khà lèo khèo. Đây thế này. Đây là cái cành này nó hơi hơi thiếu sáng. Đấy, cành nó lèo khèo và nó dài ra. Nhìn trông rất là chán. Chỉ muốn cắt bấm bỏ. Bởi vì mình làm bonsai mình thích nó phải kiểu côn, côn cây nhìn nó mới sướng. Đấy. Lá mà nó thiếu ánh nắng, thiếu sáng là nó sẽ vàng vàng úa úa. Bợt bạt, màu lá nó bợt bạt rồi chậm phát triển. Vì thế nếu mà các bạn mà nếu mà cái điều kiện mà tốt thì nếu mà trồng cây hoa giấy thì nên chọn ở những cái vị trí mà đủ nắng. Tối thiểu phải từ được từ 4 đến 8 giờ trên ngày, tối thiểu từ 4 giờ. Đấy, tốt nhất là nắng buổi sáng. Buổi sáng thì nắng nó đẹp. Đấy. Các bạn phải nếu mà có cái điều kiện cho phép thì trồng ở những nơi mà cây nó có nhiều nắng là tốt nhất. Nó sẽ ra hoa. Thế còn điều kiện không cho phép như chung cư hoặc là ở những cái nhà mà vườn nó hơi ướm thì mình lại phải làm sao để di chuyển cái cây nó ra những cái vị trí nắng, có nắng thì nó mới sẽ có hoa. Đó. Quay lại, bây giờ quay lại cái cây của mình nhá. Thì các bạn thấy, đấy như lúc đầu mình nói đến cái nửa bên này thì nó rất là nhiều hoa này, mầm này, tươi tốt nhá. Đấy. Mặc dù cái mầm này nó cũng là thiếu ánh sáng rồi, lá nó hơi vàng vàng này. Thế nhưng mình đang so sánh cái vế, cái nửa cây bên này và nửa cây bên này. Đấy, thì các bạn thấy. Đấy, cái cành bên này nhá. Đây, cành bên này này. Hoa rất là nhiều, mấy chùm, mấy cành ra rất là đẹp. Đấy, trên ngọn, bông trên ngọn, vỏ phúc ở trên ngọn, bông cũng rất đẹp, hoa cũng rất là đẹp. Đấy, đấy cũng sum xuê nhá. Cái cành phía trước này cũng đủ sáng. Đấy.
cái cành phía sau này thì cũng được một 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 cành vọt ra phía sáng để ra hoa đây, đang nụ đây. Đấy, đang nụ. Thế còn sự khác biệt đó là chính là cái cành tay bay vào trong này. Có một tay bay vào trong này. Đấy, à, quay từ trên để các bạn xem. Đây. Tối quá. Đây nhá. Đấy. Cái cành này thì hiện tại này cái cây nó đang ra hoa rất là nhiều và rất là mầm, rất là, có rất nhiều mầm bật rất là khỏe để ra hoa đây. Thế nhưng mà riêng cái cành này của mình nó mọc vào trong, thiếu ánh sáng, thiếu mặt trời. Nó như thế này, nó đang trực thực tế nó như thế này đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Tối quá, ngược sáng này. Đấy. Nó không có mầm, không có nụ hoa luôn. Đây có đầu đầu hơi nhú nhú rồi, không biết là phải nụ không. Không có đầu, không có nhụ hoa luôn. Và không có mầm miết gì cả. Đấy, nó thế này. Nhìn không được ok cho lắm. Đấy, cho nên mình so sánh như thế để các bạn nhìn, các bạn hiểu ra được cái vấn đề của nó là gì. Là cây là muốn có phát triển được tươi tốt và có nhiều hoa đẹp thì phải đủ sáng. Đủ sáng rồi thì đến tiếp theo là cái phần là chăm sóc. Chúng ta chăm sóc làm sao để cho nó cây nó khỏe, có sức và nó sẽ ra hoa đều. Đấy, theo các chu kỳ. Thường thì các bạn ấy ở trên mạng cũng nhiều, có nhiều video bảo là chăm sóc và ép cái hoa giấy, một hoa giấy tím Huế một năm ra 4 lần hoa thì, nhưng mình thì mình chưa lần nào làm được như thế. Mình thì cái cây hoa giấy này mình để mình chơi và mình cố gắng là chăm sóc và làm ép cho nó một năm được 2 lần ra hoa. Đấy, năm nay mình cho ra hoa vào bây giờ là đúng tháng 6 dương lịch. Đấy. Và hết cái đợt hoa này mình sẽ tiếp tục chăm sóc và ép nó ra hoa vào đúng dịp Tết Nguyên Đán 2022 để các bạn thấy. Mình làm cái video này, mình sẽ tiếp tục làm cái video tiếp theo vào dịp Tết để các bạn thấy là cái hoa giấy tím Huế mình ra hoa đúng vào mùa Tết luôn. Đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Đấy, cây hoa giấy này của mình thì nó cũng tương đối là thuần rồi, thuần chậu. Cằn rồi. Lá nhỏ, lá bé tí. Ở nhiều vùng người ta gọi cái hoa giấy này gọi là cái hoa giấy găng vì lá nó bé. Lá bé của mình là bởi vì là mình cho cái chậu bé tí, ít đất thôi. Thế nhưng mà mình phải tưới nước đều nhá. Tưới đều, ví dụ đang giai đoạn có hoa này mình phải tưới đủ ngày 2 lần. Mỗi lần một ít thôi, không tưới nhiều. Tưới nhiều quá cũng không tốt. Tưới vừa phải nhưng mà mình tưới đều cho nó buổi sáng và buổi chiều. Thế là nó lúc nào nó cũng giữ được độ ẩm. Độ ẩm thì cho cây nó tươi tốt và hoa nó đẹp. Lá này, lá hoa này thì nhiều người thì bảo là cái hoa này không đẹp thì đúng rồi, bởi vì là hoa này là hoa tím Huế mà nó vào mùa hè mà cộng với ở chỗ này nó thiếu nắng. Chứ còn nó mà đủ nắng thì nó lại sặc sỡ. Với là tím Huế thì nó đẹp, rất đẹp vào mùa đông. Vào mùa hanh khô tháng 10, tháng 11. Đấy. Còn mùa này thì hoa tươi, đẹp thì chỉ có sắc pháo, căng đét luôn. Thế mà nhìn những cái chùm hoa thì cũng không phải suy nghĩ. Tím Huế thì tím Huế thật nhưng mà cũng rất là đẹp. Đây, nhìn từ trên cao, các bạn nhìn từ trên xuống, đây là cái quả quả phúc này, quả ngọn. Đấy, đây cái này không phát triển được. Đáng nhẽ cái chỗ này nó cũng là một chùm bông thì nhìn cân đối, cây cân đối rất là đẹp. Cây ngũ phúc này, bonsai mini ngũ phúc rất là đẹp. Đấy, nhưng mà nó không ấy được cho nên là đành phải chấp nhận. Mình cho các bạn xem tiếp cái đoạn phần bay của trên này của cây của mình. Đó. Các bạn lưu ý là cái ban công này của mình là dài hơn 4 mét nhá. Đấy. Cái tay bay của cái cây hoa giấy này là hơn 4 mét đấy. Nhìn trong quay trong video nó ngắn ngắn thế thôi. Nhưng mà khủng lắm các bạn. Đấy, tím Huế. Đấy, sang đây mình cho các bạn xem cây sắc pháo của mình đây. Sắc pháo đang lên tốt mơn mởn, mình đang cho bò này. Đấy, hoa sắc pháo, hoa nó tươi rói rói. Đấy, cây sắc pháo này, sắc pháo mình trồng cái chậu bé thôi,
không trồng chậu to. Hàng ngày ngắm hoa cũng cảm thấy tuyệt vời, mỹ mãn luôn. Đấy, hoa giấy này chơi bền, ngắm sướng, không phải chăm sóc gì nhiều. Mỗi tưới nước, chịu khó tưới nước là ok. Thế nhá, cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình và chúc các bạn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an, vạn sự như ý nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo về hoa giấy của mình. Xin cảm ơn và xin chào.